này bên đây nè. Anh Hiền mở giùm em cái nắp chảo này ra anh Hiền. À, đạo tràng bên đường Trần Đạo quận quận 5 phố anh Hiền. Chảo siêu to khổng lồ luôn. Từ ngày kết thúc trận dịch tới giờ luôn á, người hùng thầm lặng ngày nào cũng chiến đấu 1.500-2.000 phần á. Đây ít cơm của bác Ba Chầu nè, cũng phải nửa năm rồi mới có dịp quay lại thăm bác. Mấy chị bên thiện nguyện hỗ trợ đây. Một ngày ở đây thì anh Hiền trai của bác Ba, trai của bác Ba có nói với mình và chia sẻ tâm sự một ngày phải từ 1.500-2.000 phần. Ở đây một tháng là 10 ngày cơm chay, còn lại là 20 ngày là đều là cơm mặn phát miễn.
biến hoàn toàn ở Sài Gòn. Đuối luôn à. Là cái bên Nguyễn Chí Thanh nhà anh nấu một lần chỉ là 2.000 phần. Là lúc mà anh nấu không? Chưa dịch đó. Mình anh nấu rồi nấu riêng cho mình riêng. 2.000 phần là nấu cho chưa tới mình ạ. Nấu cơm không? Còn riêng ở đây một ngày dao động 500 tới 1.000 á. Bữa nay ở đây mình là cỡ tương đương 1.000. Có bữa 1.000 mấy. Chị Vy phát biểu cảm nghĩ khi lần đầu tiên tới Pick Up. Kinh khủng quá nè. Thật là kinh khủng. Phi thường. Đúng không? Anh Hiền nè. Người rất là giản dị thống chị. Nấu rất là ngon nha chị, mọi người. Chị Vy vô đây chị Vy học hỏi nhiều điều từ bếp cơm và rất là ngon. Gạo mềm dẻo luôn á. Đúng chị. Anh Hiền. Nói cái thanh mà. Bây giờ cắt cơm rồi. Mấy ngày 3.000 không? 4.000. 4.000 được. 4.000 là ngon rồi. Rau củ quả mọi người ủng hộ gửi từ ở trên Đà Lạt về nè, để phục vụ cho bếp cơm của bác Ba Trầu, bếp cơm Phước Thiện. Địa chỉ là ấp 5 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Bên đây có chuối nữa không? Bên đây có chuối nữa, tráng miệng chuối nữa. Ngày nào ông cũng tới đấy nhận cơm. Dạ. Dạ. Sắp tới không biết cơm có giờ chỗ khác hay không nữa. Mỗi lần thế nào? Dạ đúng rồi, ở Phạm Hùng á. Dạ, đường C4 Phạm Hùng. Hôm qua cô có đây không? Dạ có. Hôm qua chi ổng hôm qua giờ con hay gì cũng làm gì vậy? Dạ không, anh Bi á. Còn không hả? Dạ. Dạ, anh Bi á, chứ phải con. Dạ.